Câu số 2 ạ. Cho phương trình hóa học của phản ứng sau. Câu số 2. Cho phương trình hóa học của phản ứng sau. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng? À, các bạn cùng chọn xem là đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng? Thực ra thì để mà mình ôn lý thuyết tốt nhất ấy, cái cách tốt nhất để mình ôn lý thuyết đó là cái cách mà mình làm thật nhiều bài tập lý thuyết. Có nghĩa là tương đương với việc mà khi mà các em nghe thầy giảng thì tay các em phải làm. Não hoạt động là tay phải làm. Có nghĩa là cái việc mà não hoạt động là tay phải làm nó liên quan cực kỳ mật thiết với việc mình hấp thụ kiến thức nhá. Thì chúng ta phải chú ý, được chưa? Sao R1 bằng R2? À, sao R1 bằng sao R1 cộng R2 bằng 3? Bởi vì ST mình sẽ có dạng là R1 COOR2. Được chưa? Thì R1 cộng R2 thì bằng 4 trừ đi 1 carbon thì nó bằng 3 các em nhá. À, có bạn hỏi là ví dụ như hai chức thì sao? Ví dụ như hai chức thì phải sử dụng phương pháp xếp số em ạ. Ok ạ. Câu số 2. Cho phương trình hóa học của phản ứng sau, phát biểu nào sau đây là đúng? Đồng không lên đồng dương 2 ạ. Khử tăng, O giảm, vậy đồng thì tính khử. Tính khử. Bạc cộng về bạc không ạ. O giảm, vậy bạc cộng thì tính oxy hóa. Tính oxy hóa. Vậy suy ra này, đồng bị khử là sai, đồng phải bị oxy hóa. Bạc có tính khử mạnh hơn là sai. Ion bạc, bạc thể hiện tính oxy hóa thì nó phải bị khử thành bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các bạn nhé. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay ạ. Ok ạ, câu số 3. Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 3. Ở nhiệt độ cao thì khí hydro khử được oxit nào sau đây? Ở nhiệt độ cao thì khí hydro khử được oxit nào sau đây? Thế chỗ này mình phải nhớ một chút. Là hydro thì nó chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau nhôm nhá. Nó chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau nhôm. Vậy ở đây mình có này, magie đứng trước nhôm bỏ này, CaO đứng trước nhôm bỏ này, Al2O3 chính là nhôm bỏ. Vậy ở đây mình chỉ có là hydro cũng như CO thì nó chỉ khử được anh nào ạ? Nó chỉ khử được anh CuO thôi các bạn nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Các bạn comment đáp án mạnh mẽ lên ạ. Chiến đấu mạnh mẽ này, chiến đấu như một chiến thần chứ. Mình chỉ còn mỗi tối hôm nay để mình cố gắng với nhau, sáng mai thôi. Còn lại trưa mai là thầy công bố đáp án rồi nhá. Rất là mong muốn là tất cả các bạn là mai là thi xong thì có thể là bạn nào mà vác được đáp án về thì chụp ảnh cái xong gửi luôn cho thầy nhá. Để thầy làm đáp án luôn cho các em. Câu số 4 ạ. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl? Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl? Thế thì những cái thằng tan trong HCl là những thằng nào? Kali tan, sắt tan, nhôm tan. Vậy không tan trong HCl, vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Bạc, đúng không? Bạc đứng sau hydro. Không tan trong HCl tương đương với việc là đứng sau hydro. Bạc cộng và bạc đứng sau hydro việc nó không tan trong HCl. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án A. Đúng rồi, hóa với lý bị thu đề luôn nhưng mà có một vài bạn vẫn mang đề về được ấy, thế nên là thầy cứ phải hỏi trước. Nhá. Câu số 5 ạ. Tên gọi của Fe2O3 bạn, yêu câu này dễ quá. Tên gọi lại của Fe2O3 là gì các em? Dễ ọt nhỉ. Fe2O3 là gì? Sắt 3 oxit nhá, các bạn đừng nhầm nhá. Sắt 3 oxit, đáp án đúng đáp án C. Đây câu này mới hay này. Có rất rất nhiều bạn bảo với thầy là thầy ơi em rất sợ polymer. Thế nên thầy đặt cách cho một câu polymer vào đây để tiện thể chúng ta ôn luôn. Là các bạn chọn câu số 6 đáp án gì ạ? Câu số 6 ạ. Cho các polymer sau. Số polymer tạo thành từ phản ứng trùng hợp. Trùng hợp. Vậy là chắc chắn nó phải là polyvinyl chlorua rồi. Chắc chắn là phải là polyethylene rồi. Visco thì không phải trùng hợp, bởi visco là dung dịch sen nhắn vào sen nhúng vào dung dịch CH2. Nylon 6,6 cũng không phải rồi, bởi vì nó đi từ hexamethylendiamine và axit amibic, nó là trùng ngưng. Vậy số polymer tạo thành từ phản ứng trùng hợp là mình chỉ có 2 thôi các em nhé. Nhớ chưa? Mình chỉ có 2 thôi. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như chia sẻ buổi học của thầy. Buổi học này của thầy lại về tường. Các bạn có thể là giúp thầy là tag tất cả các bạn của các em vào đây cũng như là chia sẻ buổi học này lại để mình lưu dấu lại kỷ niệm là có những ngày chúng ta đã cố gắng lên thế. Để 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm sau mình nhìn lại là mình vẫn còn lưu giữ được những cái ngày như này. Những ngày mà chúng ta đã cố gắng hết sức cùng với nhau. Nha, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Và các bạn các em không quên rằng là sáng mai 5 giờ thì sẽ có một buổi live lý thuyết. Và vào lúc 10 giờ 30 sau khi các em ra khỏi phòng thi môn sinh thì các bạn có thể ngay lập tức đi lên trên fanpage của thầy để theo dõi mà thầy chữa
full đáp án của 24 mã đề. Và rất là mong muốn là những cái bạn nào có cái đề hóa thì có thể gửi luôn cho thầy sáng mai nhá. Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Cho kim loại magie tác dụng H4 loạn thì thu được khí rô và gì ạ? MgSO4 nhá. Đáp án đúng là đáp án A. À, thu được magie sắt, magie sunfat và hydro. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Trong tự nhiên, canxi carbonat tan dần trong nước có khí chứa carbon dioxide tạo thành hợp chất muối canxi hydrocarbonat. Phản ứng giải thích cho sự xâm thực của nước mưa với đá vôi. Công thức của canxi hydrocarbonat là. Ui giời, đề bài dễ quá. Hỏi công thức của canxi hydrocarbonat. Bao nhiêu bạn nhớ công thức của canxi hydrocarbonat ạ? Xem nào, các bạn làm chậm quá hay là các bạn làm chậm quá hay là do thầy chữa nhanh quá? Thầy có chữa nhanh quá không ạ? Nếu mà các bạn thấy thầy chữa nhanh quá thì các bạn có thể chấm một cái để thầy có thể chữa chậm lại. Còn bạn nào mà thấy thầy chữa ổn rồi, các bạn có thể thả tim nhé. Thầy bắn tim cho thầy để thầy biết là thầy chữa ổn rồi. Nào, vậy là công thức của canxi hydrocarbonat là CaHCO3 tất cả 2 lần. Câu số 9 ạ. Cho các phát biểu sai, chọn phát biểu sai. Phát biểu nào sai trong số các phát biểu sau? Tinh bột có tham gia phản ứng thủy phân không? Có. Đúng không? Phân biệt saccharose và glycerol bằng CH2 lần sai. Sac phản ứng với sac và glycerol đều phản ứng với CH2 lần ở điều kiện thường để tạo thành dung dịch phức màu xanh. Phân biệt glucose và sac bằng phản ứng tráng hương, chính xác. Glucose thì có tráng hương, còn sac thì không tráng hương. Được chưa? Phân biệt hồ tinh bột và cellulose bằng iốt, đúng rồi. Iốt mà thả vào hồ tinh bột thì nó sẽ cho mình một cái gọi là màu tím, gọi là màu xanh tím nhá. Vậy đúng. Vì vậy nên phân biệt sac và gly bằng CO2 lần là sai, sai là B bỏ. Các bạn nhớ chưa? Sai là B bỏ. Câu 9 đáp án B bỏ. Câu 10 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa học? Không xảy ra ăn mòn điện hóa học. Các bạn lưu ý nhá, không xảy ra ăn mòn điện hóa học. Nhúng hợp kim kẽm đồng và dịch than bốn loãng thì nó là ăn mòn hóa học, điện hóa rồi. Hai cặp điện cực khác nhau mà bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dịch chất điện ly là H4 loãng nên nó là ăn mòn điện hóa, các bạn nhớ nhá. Ý B, để một vật làm bằng gang trong không khí ẩm. Vật bằng gang của chúng ta thì gồm có sắt và carbon. Đúng chưa? Hai cặp điện cực khác nhau mặt bản chất. Hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau. Bởi vì đó là đồ vật bằng gang. Trong môi trường không khí ẩm là môi trường dung dịch chất điện ly. Vậy chắc chắn ăn mòn điện hóa. Đấy chưa? Ăn mòn điện hóa. Nhúng thành nhôm mà bốn loãng nó là ăn mòn hóa học rồi, bởi vì nó chỉ có một điện cực, đúng chưa? Vì vậy nên không phải ăn mòn điện hóa là C. C là ăn mòn hóa học, các bạn nhớ chưa? C của chúng ta là ăn mòn hóa học. Dễ quá gì nữa. Câu 11 ạ. Câu 11 anh em chọn đáp án gì ạ? Câu 12. Cho luồng khí CO dư đi qua ống xứ đựng hỗn hợp gồm Fe3O4 này, Al2O3 này, MgO này. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn gồm. Thế thì chúng ta phải hiểu thế này này. Là CO nó chỉ khử được các oxit kim loại như thế nào? CO nó chỉ khử được các oxit của các kim loại có đặc điểm như nào các em? Đặc điểm nào? CO nó chỉ khử được các oxit của các anh kim loại đứng đằng sau anh nhôm. Vì vậy nên nó không khử được Al2O3, không khử được MgO. Vậy hỗn hợp chất rắn của chúng ta là gồm gì ạ? Fe, Al2O3 và MgO. Fe, Al2O3 và MgO. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình comment đáp án cũng như là chia sẻ bài học này lại về tường ạ. Cái việc mà các em comment đáp án cũng như là chia sẻ bài tập thì nó thay cho một lời động viên để thầy có thể cố gắng hơn thật nhiều hơn nữa cho tất cả các bạn và các em. Câu 13. Mình chọn đáp án gì ạ? Nhận xét nào sau đây là không đúng ạ? Nhận xét nào sau đây là không đúng? Đề bài lại hỏi chúng ta là nhận xét không đúng nhá. Tên gọi của este này là vinin acetat. Vinin acetat chính xác. Thủy phân ethanol đơn chức mạch hở trong môi trường kiềm thu được muối và ancol. Sai. Nó hoàn toàn có thể thu được từ ethanol đơn chức mạch hở. No là không có pi rồi. Đúng. Đúng ạ. B đúng. Trùng ngưng metin met agrat thu được thủy tinh hữu cơ. Vế sau thì đúng. Nhưng mà trùng ngưng là sai. Nó phải là trùng hợp. Các este thường ít tan trong nước và nhãn nước. Đúng. Vậy sai mình là C. Ok chưa? Ok nhá. Nào, anh em mà thấy dễ hiểu, dễ vào thì có thể thả tim thầy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cũng như là cổ vũ cũng như là comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Mình sang câu 14 ạ. 14 các bạn chọn đáp án gì ạ?
14 ạ. Cho một mol triglycerid X tác dụng với dung dịch NaOH dư. Tác dụng dịch NaOH dư. Thu được một mol glycerol C3H8O3. C một mol glycerol, một mol natri pantitat C15H31CONa và hai mol natri oleat C17H33CONa. Hai mol một mol. Vậy ngay lập tức chúng ta sẽ suy được luôn là công thức của X. C15H31COOCH2 C17H33COOCH CH2OH. Được chưa? CH2OH. Vậy thì anh này sẽ có hai công thức, sorry từ từ, hai gốc rồi mà. Thì đây là C17H33COOCH2. Thế bạn lưu ý ạ, nếu mà thì ký hiệu cái gốc C15 này là 1, gốc C7H33 này là 2 thì mình sẽ có là 1 1 2. À đâu, hai gốc kia cơ. 1 2 2 2 1 2. Hết rồi. Bởi vì đề bài yêu cầu khá ngặt nghèo. Phải có hai gốc natri oleat cơ. Vậy số công thức cấu tạo của hợp phù hợp của X là 2, chính xác. Một mol X phản ứng được với tối đa 2 mol brom, xem nào. Đúng rồi, anh này ăn 1 brom, anh này ăn 2 brom, chính xác. Phân tử X có 5 liên kết pi. 1, 2, 3. Đúng không ạ? 4, 5. 5 liên kết pi. Công thức phân tử của X là C2 là sai. Nó phải là C bao nhiêu? Nó phải là C55. Thì thầy bấm cho đúng nhá. 17 cộng 1 bằng nhân 2 bằng cộng 16 bằng cộng 3. Thứ tự. 18 nhân 2 cộng 16 cộng 3 bằng C55 chứ không phải C52. Vậy sai ạ. D. Vậy câu 14 chúng ta đáp án sai là đáp án D các bạn nhé. Câu 15 ạ. Câu 15 quá dễ luôn. Câu 15 mà không làm được thì thôi về nhà 2 năm 3 lứa nhá. 15 nó dễ dàng và đơn giản thế này. Trông nó chỉ hơi dài dài thôi. Mình chỉ cần chăm đọc một tí là mình sẽ tìm ra được từ chốt là mình sẽ chiến thắng ngay. Ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ thường ạ. X là chất kết tinh không màu có vị ngọt, thành phần chính của chủ yếu đường mía. Vậy chắc chắn X của chúng ta nó là sắt, không phải sen, không phải tinh bột. Thủy phân chất X nhờ giúp tác của axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Biết rằng chất Z không làm mất màu dung dịch nước brom. Vậy Z không thể. Vậy chất X của chúng ta. Vậy chất Z không làm mất màu nước brom. Vậy chất Z này không thể là. Không thể. Chất Z này không thể là glucose. Tại không làm mất màu dung dịch brom à. Mà chất Z không thể là dung dịch glu thì suy ra chất Y là glucose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? D chứ các em. Bởi vì là thằng Y là thằng glu thì thằng X bắt buộc phải thằng sắt, à bắt buộc phải là thằng fructose. Và fructose không làm mất màu dung dịch nước brom. Nhá. Không làm mất màu dịch Z, không làm mất màu dịch nước brom cơ mà. Còn đây đề bài là XY. Thế nó xoáy. Nhá. Thế thì bảo là những câu này những câu dễ nhưng mà hay sai mà. Câu 16 ạ. Câu 16 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Các bạn có thể chọn đáp án xem phát biểu nào đúng được không ạ? Câu 16 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Khoảng 98 thành phần của sợi bông là protein, sai là sen chứ ạ, đúng không? Trùng hợp isopren thì thu được cao su thiên nhiên, cũng sai. Trùng hợp cao su pren thì mình chỉ có thể, được chưa? Thì mình chỉ có thể làm sao ạ? Thì mình chỉ có thể thu được, nếu trùng hợp isopren thì mình chỉ có thể thu được cái anh mà cấu trúc tương đồng isopren. Chất dẻo là những vật liệu polymer có tính dẻo, đúng. Còn tơ tằm bền trong môi trường axit và bazơ là sai, tơ tằm này kém bền. Được chưa?
Vậy đáp án đúng là đáp án D. Sorry ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. C ạ. Sao các em? Đề bài hỏi Y mà. À ừ nhỉ, đúng rồi, sorry. Rồi 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 rồi, thầy nhìn rồi. Z không là mất màu nước brom ạ, sorry cả lớp ạ. Z không là mất màu nước brom nên Z là fructose. Vậy Y là glu. Được chưa? Y là glu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Sorry cả lớp, đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 15B chính xác. Câu 17 ạ, nhận định nào sau đây là sai ạ? Câu 17 ạ, nhận định nào sau đây là sai? Cực kỳ hay đúng không? Ok ạ, nào. Nhận định nào sau đây là sai? Mắt thì lé đấy. Sắt tan được trong dung dịch COS số 4. Sắt tan được trong dung dịch COS 4. Chính xác, sắt đẩy được đồng mà. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3, chính xác. Fe cộng với FeCl3 để tạo thành FeCl2. Đồng tan được trong dung dịch sắt 3, chính xác. Sắt có tan được trong dung dịch sắt 2 không? Sắt không tan ở trong dịch sắt 2, vì vậy nên sai là D các bạn nhá. Ok, thưa dư tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 17 là đáp án D. Thưa dư tất cả các bạn và các em nhá. Câu 18 nào. Câu 18 à. 18 đáp án gì ạ? Hợp chất sắt 2 thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây? Hợp chất sắt 2 thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây? FeCl2 cộng NaOH là không có tính khử nhá. Nó mặc dù nó tạo thành FeOH 2 lần nhưng nó không có tính khử ở đây. Hòa tan FeO bằng dung dịch hát NO3 thì mình sẽ thu được là Fe dương 3 cộng NO cộng H2O. Thì đây sắt này sắt dương 2 nên sắt dương 3 nên sắt này thể hiện tính khử. Được chưa? Đúng. CO với FeO thì ở đây FeO thể hiện là tính oxy hóa, CO thể hiện tính khử. Hòa tan FeOH 2 lần bằng dung dịch HCl thì nó không thay đổi số oxy hóa, bởi vì là nó tạo thành FeCl2 mà các em. Được chưa? Vì vậy nên sắt thể hiện tính khử trong phản ứng nào sau đây? Hợp chất sắt 2. Được chưa? Thì đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ nhá. B, bỏ. Còn C nó thể hiện tính oxy hóa. Đấy, rất nhiều đứa bị nhầm, rất nhiều đứa bị toang ở những cái câu như này. Câu 19 ạ. 19 nữa còn nhiều đứa bị toang nữa. Các bạn vẫn sợ điện phân mà. Nhưng đây là một câu lý thuyết về điện phân dễ các bạn ạ. Khi điện phân NaCl nóng chảy. Khi điện phân NaCl nóng chảy. Điện cực trơ tại cathode thì xảy ra quá trình nào? Khi điện phân NaCl nóng chảy, điện cực trơ tại cathode thì xảy ra cái vấn đề gì? Thì ở cathode là nơi cation đến. Lúc này Na cộng nhận 1 E để tạo thành natri. Vậy chỗ này Na cộng thể hiện tính oxy hóa. Được chưa? Hay nói khác là sự oxy hóa ion Na cộng nhá. Sự oxy hóa ion Na cộng. Ca tốt mà nó phải là sự oxy hóa. Anh ơi chơi không? Được không ạ? Ca tốt là sự oxy hóa hay là sự khử? Đấy, và ở đây nhận E thì đây thể hiện tính oxy hóa thì nó phải là sự khử nhá. Tính oxy hóa thì tương đương với lại sự khử. Đấy. Tí nữa toàn. Cathode thể hiện tính oxy hóa hay là sự khử hay là quá trình khử. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A nhá. Đáp án đúng đáp án A. Câu 19 đáp án A các bạn nhá. Thầy một con chữ. Các bạn chọn đáp án gì? A, B hay C? Tô Liều cũng comment xuống ạ. Tô Liều cũng comment xuống để thầy biết là các em chọn đáp án nào. Thế đầu tiên mình phải nhìn là dung dịch FeNO3 2 lần nó có những điều gì đặc biệt. Nó có sắt dương 2. Sắt dương 2 là số xóa trung gian. Có thể lên dương 3. Có thể về 0. Đúng chưa? Chưa kể trong này có NO3 trừ. Nên nó có H cộng. Có NO3 trừ. Thì phải có tác dụng HCl này. Phản ứng này các bạn ít khi biết này. FeNO3 2 lần cộng với HCl thì nó sẽ tạo thành là sắt dương 3 cộng với NO cộng với H2O. Được chưa? Đấy.
HNO3 chắc chắn nó phản ứng, NaOH có phản ứng, AgNO3 có phản ứng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A luôn, đỡ phải đi nhìn thằng khác nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 21. Trong phòng thí nghiệm, kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây? Cái này dễ quá, dầu hỏa rồi. 22 ạ. 22 mới hay. 22 là một câu liên quan nước cứng, xem các bạn chọn đáp án gì. 22 ạ. Thế thì đầu tiên mình phải nắm được là định nghĩa của nước cứng nhỉ. Nước cứng được định nghĩa là gì ạ? Là nước mà chứa nhiều cation canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Vậy nguyên lý để làm mềm nước cứng tạm thời thì hoặc là đun nóng nhẹ, hoặc là sử dụng một anh làm mềm tất cả mọi loại nước cứng, đó là N2CO3. Riêng anh N2CO3 có thể làm mềm tất cả mọi loại nước cứng nhá. Câu 23. Câu 23. Ở điều kiện thường, X là chất khí màu vàng lục, mùi sốc nặng hơn không khí, CO không màu, flo xanh, SO2 không màu, hít rất độc hóa, phá hoại niêm mạc đường hô hấp. Vậy khí của chúng ta bắt buộc chỉ có thể là anh gì các bạn nhỉ? Được chưa? Khí bắt buộc chỉ có thể là anh gì? Clo, đúng không? Đáp án đúng đáp án này. Mùi khí màu vàng lục, mùi khí độc nặng hơn không khí. Câu 24 ạ. Câu 24. Cho phản ứng sau, phát biểu đúng là nhôm của mình từ nhôm 0 lên nhôm dương 3, nhôm thể hiện tính khử. Được chưa? Hiđro của mình từ hiđro dương 1 về hiđro 0, hiđro thể hiện tính oxy hóa. Vậy ở đây NaOH không phải là chất oxy hóa nhá, các bạn nhớ nhá. NaOH ở đây đóng vai trò là chất môi trường thôi, không phải chất oxy hóa. Nước là chất môi trường cũng sai, nước ở đây là chất oxy hóa. Nhôm là chất oxy hóa cũng sai, nhôm nó phải là chất khử. Được chưa? Ở đây nước là chất oxy hóa là chính xác. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ nhá. Câu 24 này rất rất nhiều đứa chọn B là toang. Nước mới là chất oxy hóa, còn NaOH lại là chất là môi trường. Ok. Câu 25 ạ. Nếu các bạn nào mà thấy những câu này hay và thú vị thì các bạn có thể thả tim cho thầy nhá. Cái việc em thả tim là thay một cái nguồn động lực để thầy có thể sáng mai dậy sớm, xong rồi là chiều mai làm đáp án cho các em. Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng như thủy ngân này, chì này, sắt này, xử lý sơ bộ và làm giảm nồng độ. Giảm nồng độ đó là phải sử dụng một thằng nào nó tác dụng đấy. Với kim loại nặng với chi phí thấp thì người ta sử dụng chất nào sau đây? Thì dĩ nhiên là người ta sẽ sử dụng chất nào? CaOH 2 lần. Đáp án đúng đáp án D nhá. Bởi vì CaOH 2 lần nó vừa làm giảm nồng độ, nó tạo thành các hydroxit kết tủa xuống dưới, mà nó lại vừa chi phí thấp, đúng không? Câu 26. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Các bạn cùng chọn đáp án cho thầy xem câu 26 đáp án gì. Cố lên, mạnh mẽ lên, mình chỉ còn 14 câu nữa thôi. Chiến đấu vì màu cờ. Nhôm là kim loại nhẹ dẫn điện tốt. Nhôm bị thụ động cho H4 đằng nguội. Nhôm nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Nhôm là điều chế quặng oxit. Ui dồi ôi. Câu này mới gọi phân vân này. Câu này đáp án gì ạ? Câu 26 ạ. Nhôm là kim loại nhẹ dẫn điện tốt, chắc chắn đúng nhá. Nhôm bị thụ động trong H2O đặc nguội, chắc chắn đúng. Bây giờ mình làm lại trừ thôi. Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất, có đúng không? Sai lẻ. Nhôm không phải là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất. C, sai. Ok chưa? Câu 27. Câu 27 ạ. Nhận định nào sau đây là sai? Vậy thì nếu mà ngồi phòng thi ý, các bạn phải gạch chân cho thầy này. Nhận định nào sau đây là sai? Được chưa? Nào các bạn có nhớ không? Nhận định nào sai? Tơ ô lông được điều chế bằng phản ứng trung hợp. Chính xác, ô lông là đi từ vanin cyanua đây. Thầy ghi một lần cho các em nhớ. CH2 CH CN. Được chưa? Ok chưa? Các bạn nhìn nó chưa? Đấy, vậy đây là đúng là trùng hợp luôn. Tơ visco được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Visco thì không phải là trùng hợp. Visco là đi từ cellulose nhúng vào dịch CH2, không phải trùng hợp. Tơ nilon 6 được điều chế phản ứng trùng ngưng, đúng rồi. Nilon 6 thì được thực hiện bằng phản ứng trùng ngưng ngay ở đầu trường bọn em ấy.
epsilon gì đó. Được chưa? Tơ lắp san được điều chế bằng phản ứng chống ngưng. Từ từ ạ, ni lông 6 được điều chế phản ứng chống ngưng đúng. Lắp san được điều chế chống ngưng đúng. Visco điều chế bằng phản ứng trùng hợp với sai thôi. Vậy sai là B ạ. 27 đáp án B các em nhá. Sai B. Ok, chính xác, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B ạ. À, thầy Tuyên Dương tất cả các bạn sau đã chọn đáp án B ạ. Câu 28 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu 28 phát biểu nào sau đây là đúng? Dùng CO khử oxit magie để đổi chế magie, cái này sai. CO thì không thể nào khử được MgO được. Được chưa? Dùng CO khử oxit sắt để điều chế sắt. Đúng. Cái này đúng. Đứa nào mà đầu tư cái này sớm là trúng méng luôn. Dầu ú luôn. Đến phân đóng chảy N2CO3 để điều chế natri cũng được, nhưng mà nó hơi vất vả. Điện phân dung dịch AlCl3 dễ để điều chế nhôm. Sai. Điều chế nhôm là không phải là đi từ AlCl3 mà đi từ Al2O3. Dùng CO để khử oxit sắt để điều chế sắt, không phải. CO khử oxit sắt là đúng, điều chế sắt cũng được nhỉ. Điện phân đóng chảy N2CO3 để điều chế natri clorua. Cái này căng đấy, hai câu này đọc thì thầy đều thấy là cả hai câu nó đều ngang cơ nhau. Nhỉ? Điện phân đóng chảy N2CO3 để điều chế natri, điện phân dung dịch AlCO3 để điều chế nhôm. À, điện phân dung dịch thì làm sao điều chế được nhôm? CO khử oxit sắt. Thì cái này đúng là B nhất rồi. Chứ còn IC mình vẫn còn mông lung. Tại sao IC thì lại nó là mông lung? Tại vì điện phân nóng chảy để điều chế natri. Thế nhưng mà cái mặt trời ra kia thì vừa mới natri vừa sinh ra thì ngay tức natri tác dụng với oxy luôn để tạo thành N2O luôn, thế là toang luôn. Công dã tràng luôn. Đâu em khử đâu? CO khử oxit sắt mà em. Em không khử được. Câu 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Bột nhôm tác dụng với clo ở ngay nhiệt độ thường. Chính xác. Sắt phản ứng được với dung dịch H4 loãng nguội. Sắt phản ứng với dung dịch H4 loãng nguội. Đúng. Thép là hợp kim của sắt, chứa từ 0,1 đến 2% khối lượng carbon. Đúng. Kim loại sắt không tan nữa được nữa trong dịch FeS4 3 lần. Chính xác. Ô thế đúng hết à? Bột nhôm tác dụng với clo ngay nhiệt độ thường. Sắt phản ứng với dung dịch H4 loãng nguội. Thép hợp kim của sắt từ 0,01 đến 2%, kim loại sắt không tan ở trong dịch. Kim loại sắt không tan trong dịch là sai, Fe vẫn tan thoải mái cộng Fe dương 3 để tạo thành Fe dương 2. 2 2 đây là 3. Vậy mình sẽ có là gì ạ? Bột nhôm tác dụng rồi, sắt phản ứng dung dịch rồi, thép rồi, kim loại sắt không tan ở trong dịch Fe2 S4 3 lần, đây là nhận định sai. Vậy sai là gì? Câu 30. Chất nào sau đây là dipeptide? Câu này cũng là top những cái câu lừa đảo đây. 30 mà làm được thì 6 điểm cầm chắc trong lòng bàn tay. Chất nào sau đây là dipeptide? Thế mình phải nắm được dipeptide là gì đã. Dipeptide là các anh peptide được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid trở lên. Đúng chưa? Đây, gốc alpha amino acid này, gốc alpha amino acid ở đây đi là dipeptide luôn. Anh này không phải dipeptide bởi vì là không phải alpha amino acid. Anh này thì lại ba gốc tripeptide cơ. Được chưa? Vậy chung quy đáp án câu 30 đáp án đúng là đáp án A các bạn nhé. Đáp án đúng câu 30 của chúng ta nó là đáp án A. Câu 31 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các bạn cùng chọn đáp án cho thầy xem nào. Câu 51, câu 31 đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng? Cellulose acetate thuộc loại tơ tổng hợp là sai. Nó thuộc loại tơ nhân tạo, bán tổng hợp. Tơ tằm thuộc loại tơ thân nhân tạo là sai. Nó từ nước bọt con tằm. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai, amylose không phân nhánh. Tơ ô lông được điều chế phản ứng trùng hợp. Cái này mình làm nhiều rồi đúng không ạ? 31 đáp án D. 32 ạ. Cho 4 ông dung dịch sau. Phần này các em cũng sợ đúng không? Nói chung là các bạn nào mà không học thì phần nào cũng sợ hết. Có 4 cái dung dịch, dung dịch dung môi nước đều nồng độ 0,1 mol. 4 chất riêng biệt dưới đây, dung dịch nào pet lớn nhất? Etinamin này. CH3NH2 đúng không các em? Glycine công thức là gì ạ? Glycine công thức là gì ạ? CH2 này,
COH này. Xong rồi xếp ra là sao? Glycine đây là NH2. Hai này bằng nhau rồi. Nên chắc chắn là anh này là trung tính, pH bằng 7. Ammoniac NH3, acid glutamic, acid glu. Vậy ở đây mình sẽ có này, dung dịch nào có pH lớn nhất? Yêu cầu pH lớn nhất. Vậy dung dịch có pH lớn nhất tương đương với tính bazơ mạnh nhất thì nó sẽ bằng là 2. Đúng không? Đây, bazơ mạnh nhất, vậy nó chỉ có thể là etin amin thôi. Etin amin câu 32 đáp án A các em nhé. Nước đến cổ rồi các em ạ, bơi mau lên để còn được về bờ. Câu 33. Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Không xảy ra là tương đương việc nó không tác dụng với nhau đấy ạ. Magie tác dụng với hai bạc tạo thành magie 2 cộng cộng 2 bạc, chính xác. Kẽm để được đồng, chính xác. Bari cộng sắt dương 2 để tạo thành bari dương 2 cộng sắt, không có chuyện này. Bởi vì bari khi vào dung dịch muối sắt dương 2 ấy, thì nó sẽ tác dụng với nước trước để tạo thành BaO2 lần, các em nhớ chưa? Chứ không làm gì có chuyện là bari đẩy được sắt dương 2 cả. Các bạn rất hay bị lừa những câu này nhá. Các bạn rất hay bị lừa câu này, phải chú ý, bởi vì hôm nay đã có thầy Minh rồi thì không bao giờ bị